subscribe ở trên kênh YouTube của mình và có đầy đủ tất cả những thành viên trong team luôn mọi người. Hiếu anh thì tiếp thôi, tại vì anh thì tiếp và bữa nay anh bận rồi không có stream chung được mọi người ơi. Phật Bi mới ra clip đó mấy bạn, bạn nào chưa xem thì nhớ lên xem clip của Phật Bi nha. Mấy bữa nay nguyên tuần đây Phật Bi ra clip mấy bạn đều luôn á, mấy bạn xem đều quá đều luôn á. Nè ok mọi người, bắt đầu cùng nhau vô thôi mọi người ơi. Máy chủ đây là máy chủ của xe hơi của ổng, chỉ có hai cái, một cái mua đời, cái bếp quên thôi. Cái bếp quên bên đây nó giống chấm luôn á. Ừ ok mình vô bếp quên, vô bếp quên chơi nè bà con. Vô bếp quên nè, xe vào này, xe vào mới làm nên tụi mình vô bếp chơi thôi mọi người. Chấm đây tim nè. Ủa tim random hả? Ừ random tim, tròn tròn tim mà. Rét toàn rồi ông giáo à. Panda với Phát Bi nữa chứ. Panda chơi với Phát Bi các bạn. Ủa? Ơi. Ủa trời ơi. Ủa sao phải nói kỳ vậy? Sao sắc với lại cái vàng nó ra kỳ cục á. Sắc của người ta nằm trong lò với mấy ba mấy má. Cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên thấy ra đang ra ngừng ra luôn rồi. Giọng chị đàn mình... ông hả? Thì không vậy? Nó ra, nó ra ở trong mà sao này ra ở ngoài. Ê, ê khoan mọi người biết sao không? Sắc nó ngừng ra rồi. Ủa có rồi. Còn không? Ôi tự nhiên bên tôi thì tôi tưởng không biết ra. Ai mà đập quá, ai mà đập giường tôi kêu 3D kích ra nha. Chơi kìa. Tôi chung tim 3D. Tôi hero chơi chung tim 3D kìa. Không không, không được vậy đâu nha. Ai đập giường tôi kêu kích ra đó chịu á. Ê từ từ hả đập nha. Từ từ hả đập đúng rồi, chúng ta nói đúng. Từ từ hả đập nha kìa. Từ từ hả đập nha bà con. Ủa ông nói màu xanh là ai à, blue là ai à? Blue là AD á. Nhường cho những người livestream đi bà con. Nhường luôn mèo. Mày nghĩ mèo này có nhường không? Mày nhìn nhường cái mặt cho tớ, những người livestream nghe trong giây phút này. Rồi đúng rồi. Đánh tôi kìa. Bánh mèo mà có bị. Dám bánh mèo mà có bị. Ủa không bị ơi. Tại sao em quá bánh mèo không bị ơi. Ủa cái này sao lâu vậy? Hỏi cái này sao quýnh lâu quá vậy? Lâu là quá lâu quá lâu chị ra chị phụ. Ê em quýnh lâu quá. Chị Panda, 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 chị Panda muốn chết tôi luôn rồi. Rồi. Tại sao mà hai người điên hiếp một người? Tại sao chị Panda lại điên hiếp chị Panda? Cứu chị Bi ơi, Bi. Tại sao? Chị Panda là chị đang hiếp một người vậy? Quánh chị Panda nào? Quánh bỏ lên nào? Ai vậy chú Ngọc? Chú Ngọc, chú Ngọc, chú Ngọc. Ôi anh em, chú Ngọc nhau biết rồi. Ôi đừng có vô chị em. Ôi đừng có vô chị rồi. Tại kêu Phi Phi đừng có đó. Nó kêu như con gì vậy. Bánh nhà, bánh nhà ơi. Trời ơi. Phi Phi bị bánh nhà ai, bánh nhà bánh gì vậy. Tiểu Ngọc á. Tiểu Ngọc trời. Tại kêu Phi Phi hết đừng có đánh nó. Từ này nãy giờ tôi quánh một ngày thôi, tôi quánh nó cho đỡ. Nè 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 nè. Nè 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 nè. Đi đâu nó quánh ngu lắm. Chết tiêu rồi nè. Đấu tiêu rồi, đấu tiêu rồi. Nè 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 nè. Quánh ngu lắm. Nó quánh lại mình đó. Lại rồi thôi. Tiểu Ngọc nè, Tiểu Ngọc nè. Tiểu Ngọc đừng quánh Tiểu Ngọc. Sao hả? Ok Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc chung tim mà, nó hỗ trợ mà. Hút hả hút. Vậy hút vậy đánh nó vậy. Đi kiểm tra. Trời ơi. Thôi đâu xài tiền chơi nghỉ chơi cưng nữa kìa. Hôm nay là cả team mình đập nhau luôn. Thầy Bi ơi cho anh dặn đi Bi. Kêu cái gì? No, Happy à. Đại diện cho nhà đi. Happy dọn qua nhà chị Panda. Happy dọn qua nhà chị Panda. Rồi. Trời đất. Tiểu Ngọc ăn ở sao để Happy dọn qua nhà chị Panda luôn. Không sao, Tiểu Ngọc, không sao. Em có mình em là em đủ xài rồi Tiểu Ngọc. Em bà rồ mà đúng không? Để lấy phía giúp mẹ nha mọi người. Ở đây đi giúp mẹ nè. Thôi rồi xong em. Ôi, chị Panda bắt đầu lương rồi Panda. Ê, bà này bắt đầu lương rồi. Chị Panda trả thù mẹ. Chị Panda, chị Panda. Chị Panda. Bà kẹo nhà bà luôn. Cứu chị Panda. Cái bả thôi. Cho chị biết thế nào đủ nè. Chị đâu chứ vô quá. Rồi xong, chị bắt đi luôn. Cầm Phúc Bi luôn. Đi rồi, bắt đi rồi. Cầm Phúc Bi luôn. Hút 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 hút. Rồi Phúc Bi bên này nè, Phúc Bi bên này. Phúc Bi đâu? Phúc Bi đâu? Đi này đi qua đây mà. Đâu đâu. Này, Phúc Bi bên này chơi nè. Đập lóc tôi lên đi nha. Ê, có chuyện nó chung một cục trời, nó trội. Chết rồi, nó khen rồi luôn. Trời ơi, trời luôn. Mày Phúc Bi bên này đâu? Phúc Bi bên này có cây, nó đứng. Nó đâu rồi? Để gốc cây nó đứng nè. Làm ma chú dạy hả? Ừ, làm ma chú dạy rồi. Đứng nào? Trả thù cho chị đứng nào? Đứng nào? Trả thù cho chị. Chết rồi. Ủa, chơi chơi chơi. Đứng lại cái đầu một tí nữa nè. Nợ chứ hay là mờ. Rồi, nó bị nó bánh lên giờ nội của con ăn luôn. Đi đâu ai vậy? Ăn
rồi có ăn được rồi. Ông chạy chậm không nữa. Chạy học rồi, chạy học rồi. Em lấy cái giường về em đặt nhà. Nhà mình đặt giường cái kỹ hồi sinh á. Rồi giờ ai dám qua đợi nó mặc viên. Rồi ok. Ai dám qua đợi nó mặc viên này. Còn có lấy giường viên thôi. Em có cái giường rồi. Còn em mà, còn em mà. Em có hồi sinh được không? Không, không có hồi sinh được. Em đặt cái giường lại nha. Em đang đặt giường. Em tưởng gì Phong Bì? Rồi, tiểu anh đúng không? Trời ơi, Phong Bì nè. Thôi, em quên đi. Em đi không quên. Tại vì em hay đi quá. Hay bi quýnh em kìa. Không có hay bi nữa. Hay bi nó phạt bồ ghê luôn. Hay bi là nó nói là hay bi nó phạt bồ ghê luôn á. Tại kìa tiểu ngọc á. Em sống sao mà người còn giường đi thương người mất giường kìa. Ông đặt nó bi mất giường kìa. Đó là tiểu ngọc. Đó là tiểu ngọc ơi. Rồi xong. Rồi xong rồi. Rồi cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Như đã dành đến thứ nha. Ông này có dành đến thứ nha. Còn ai màu xanh lá còn sống vậy? Hay bi đúng không? Hay bi. Hoàng Quỳnh Phái đi nghe nè. Mong tiểu Ngọc yên nghỉ. Hạ gục với gia đình. Đâu 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 có không? Có nữa nè. Giúp anh. Mong tiểu Ngọc yên nghỉ. Hạ gục với gia đình. Rồi không? Ông này cũng lầy dở mang luôn á. Ông bên nhà xanh lá cây với Hai Bi. Đúng rồi. Ủa sao Bi đâu còn sống hả? Không Bi đâu chết rồi. Ủa đi Hai Bi hả? Hai Bi. Rồi sao rồi. Rồi vô dứt ông Hai Bi. Rồi. Ê nói chỉ là đứa mình thôi. Nói chỉ là đứa nhất thôi. Nói chỉ là đứa 9 tuổi thôi. Đừng có hành hạ nó. Nhường nó đi, nhường nó đi, nó chỉ là đứa nít thôi, đừng có nhóc nó. Toan rồi, Toan là hồng giáo. Toan là hồng giáo. Toan là hồng giáo. Toan là hồng giáo. Ông báo này ông chạy rồi. Trời, trái Hai Bi rồi. Trời, trái Hai Bi rồi. Trời, trái Hai Bi rồi. Tao chạy, tao chạy vô. Nhảy vực luôn em, nhảy vực luôn, Hai Bi. Không, nhắc tao chạy rồi, nhắc tao chạy rồi. Nhắc tao chạy rồi. Thôi, Toan rồi. Nhảy vực đi, nhảy vực đi. Rồi, Hai Bi nhảy vực. Vậy, Hai Bi nhảy vực luôn hả? Rồi, ông tự rồi. Hai Bi tháng đầu tiên. Ông nhường cho nó đó. Ông nhường cho nó chứ. Cuối cùng là cái người nhỏ tuổi nhất tim, yếu đuối nhất tim lại là người chiến thắng. Đúng rồi, người yếu đuối nhất chiến thắng trận đầu. Yếu đuối nhất, nhỏ tuổi nhất luôn. Ok. Nhỏ tuổi rồi. Làm lại một trận best world nữa mọi người à. Okay. Mèo đỏ đỏ tới nha, đừng có giành đội nha. Giọng anh hút cho phụ chị nhỏ tuổi thôi à. Gì vậy, giọng anh hút cho phụ nghĩ. Sao gì, gì chị ra? Giao sao vô best world mà có chuyện kích là sao? Sao best world mà có sạc kích là sao nè? Tôi có kích nè. Mèo vô kích luôn hả? À, mọi người vô màu đỏ hết đi, gì vô màu khác đi, mọi người chừa màu đỏ ra cho anh nha mọi người ơi. Đừng ai vô màu đỏ nha. Đừng ai vô màu đỏ nha. Chọn best world đi. Xin lá cây đây. Xin lá cây Phúc Bi ơi. Xin lá cây. Rồi mọi người. Thôi hai này tách ra nha, Phúc Bi với Tử Ngọc tách ra nha, tách ra nha. Tách ra không? Dạ hai đứa tách ra không? Lỡ vô rồi, lỡ một cái gì đó. Lỡ vô. Mèo, mèo, mèo ơi. Tụi con tiếng Phúc Bi, hai thằng nó chung team nhau kìa. Nãy dơ mèo á. Vừa trẻ vừa trâu, còn vô chung team nó có tức không? Tức thì chứ. Đập, 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 đập nhà gì mà đai chứ nghe Phúc Bi. Hai nhẹ nhau. Đừng đập nhà gì mà đai, nhà nên buồn á. Yeah, ba la không? Phúc Bi cho lượm đồ nhé. Ủa, sao kìa? Bây giờ. Có người lượm à? Tôi có nhớ hồi nãy mình chung team không? Đừng ai đập nhường nhà anh nha. Không thể. Hai nhà đập nhà. Đập đập ông AD chứ đi Hắc Bi ơi. Ừ đập AD chứ kìa. Ừ ông nội ông chắc lắm. Đập AD đi. Cảnh cáo kẻ đập đá sập bẫy. Ủa gì vậy? Có ai đi vô nhà mình đó? Ủa? Ai vô nhà mình đi nào? Có cái bẫy à? Không có, không có, không có. Ai vô nhà tôi? Không có ai hết á. Không ai lỗi á. Cái gì Banda? Lỗi, 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 lỗi á. Em màu gì kể cha em? Mày vô có bẫy được. Dạ nói rồi. Em màu gì kể cha em? Chị Hạ. Mới vô là chưa bẫy được. Đi kìa. Ok ok. À ủa? Ok luôn. Nó hẹn cái mẹo á là cứ miết đi nhưng mà bảy chiến trường đó luôn. Sao ông AD không trâu chứ hả? Trâu thì thôi. Không phải trâu. Trâu không mò. Không phải trâu đâu. Biết sao không? Nó dọn cái cây đi phía cách ra. Sao mà thành trâu? Thôi cái gì ba người mà đèo luôn cái mình tôi vậy? Không có gì đâu, không có gì đâu, không có trâu đâu. Trâu kỳ. Trâu kỳ quá. Ai chứ thì tôi quá. Đẹp chưa? Chúc mừng chị mèo, ok. Nè tôi đang đây nè. Ai chúc mừng tôi? Mấy bạn này chúc mừng chị mèo đạt 3 triệu sub nè. Không có để đồ ở ngoài đây. Có, tôi có để đó. Rồi thôi xong rồi. Ý. Thôi xong rồi. Nhà ai còn sẵn hả? Thế nào ơi, Tiểu Ngọc cố gắng tập bài như thất bài. Tiểu Ngọc cố gắng tập bài vô đó. Ai ê. Vậy bà Đa mà không biết tại sao tôi không hiểu luôn. Mà nó gây thù chút quán gì với bà luôn. Mà tại sao bà cứ thích đánh nhà. Ai á? Ai đứa nào vậy? Hiro bà nội Hiro. Em bảo vệ nhà chị á, em bắn nó đó. Tại sao em làm như vậy mất đi? Tại sao rồi đập anh mất đi? Sao lưng nè? Không có sao lưng đâu. Rồi xong em thử Tiểu Ngọc mất đi. Đừng có chạy mất đi. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc. Em cho chị lý do đi.
Qua đây chị mèo, qua đây, qua đây. Ok, ok, chị tao lưng em đây. Chị Bạch ơi. Chị Bạch đứng lên xuất hiện nha. Cái gì vậy Poppy? Ê, gì vậy? Ơi, nó vậy Poppy. Tại sao em lại kêu chị Panda làm chị Poppy? Đâu rồi? Poppy, Poppy. Ông Poppy, Poppy, Poppy. Chị Poppy đây nè. Xử lý ông này nè. Poppy, 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 Mèo gắt với mèo. Ê, em ơi, cái gì vậy chị? Rô, rô, chị là rô. Rô, rô, rô. Rô, rô, rô. Rô, lại ông lại bà. What? Panda đang không có cực chân bé. Ai nghe, bé nó nói tôi lại ông lại bà. Tôi lại ông lại bà luôn. Ai làm gì để nó lại bé vậy? Ai làm gì để nó lại tội nghiệp nó vậy? Ai làm gì tội nghiệp phải bí mà. Cảm ơn bạn Cao. Ui, có thằng vô nhà mình á. Chết rồi, nó chết rồi. Chết rồi. Panda đang không gió cao cực chừng. Cảm ơn bạn đã don cho anh Redwood nha. Trời ơi, lâu quá rồi mới có một bạn don cho anh đấy bạn ơi. Có làm gì đâu trời. Đi rô màu gì? Nói. Em chết rồi. Em nhảy luôn, tự tử rồi. Chị Panda sẽ còn nhà chị còn sống chị Panda. Nhà ai hư đó. Đúng hợp. Rồi xong rồi. Tôi muốn đọc cái này nè. Mong bất bi yên nghỉ. Mong bất bi yên nghỉ. Ai đây? Tính gặp màu gì vậy? Em chết rồi chị Panda, em chết ngắt rồi. Bây giờ anh Redwood trả hồn hồi nãy Poppy nó đập anh bay xuống giường rồi mấy bạn ơi. Ê, quá hay hả? Mèo sáng rồi, mèo sáng, sáng, sáng. Mẹ biết con gái sau lưng mèo không? Rồi, lô sáng luôn. Trận này mẹ, giỏi á, giỏi. Giỏi. À cái gì vậy? Giờ mình test thử Mudder đi mọi người. Ok Mudder nha. Ờ chứ bây giờ đừng làm Mudder. Đặt cái tên vậy. Dạy muốn chết sao. Làm Mudder hai lần luôn á. Mudder. Sao có số người chơi có 7 vậy? Vô cây kiếm á. Sao thiếu một người vậy? Ông đó đó. Không có em bị địch cái khỏi game rồi, đợi em xíu. Ok cho Poppy nó vô đi. Nãy giờ nó cầm kiếm nó bắn thì nó chém chết vô. Nó có chất dân cầm. Nó là tiền tiêu, nó bắn chết Mudder mày. Hoàng mới đòi tiền chị dậu đó trong đấy suốt kìa. Tại có người đòi tiền chị dậu luôn. Trời ơi, hồi nãy giờ không đăng ký, bây giờ vô đăng ký chứ. Em đăng ký đi, tốt nhất là đăng ký á. Vậy. Kỹ okay, sư cách dạy mấy chỗ này nè. Này có cái lỗ vòng vòng bên hông đó, nào nhìn vô mấy cái lỗ đó. Đứng Ngọc, chỉ cho mấy cái chỗ này. Hai gì mèo, hai gì mèo, đứng Ngọc đúng không? Đây nè, gì mèo, gì mèo đó rồi đây. Chống chị nè. Ủa làm sao vô trong cái chỗ hồi nãy nút. Em nhấn vô cái la bàn. Đứng Ngọc đâu rồi? Vô tôi sợ đi thôi. Đấy vô đây nhảy vô chuồng á. Vô chuồng đi. Vô chuồng làm bò. Nè. Ừ. Rồi xong rồi Tiểu Ngọc hay mình mình đi chung với nhau. Ok mình đi chung với nhau. Tôi biết có người là Mudder này, cái người đó mặt da cực kỳ. Đúng không? Da cực kỳ luôn. Không phải đâu. Em thấy là ông nè. Hồi nãy em thấy ông đi có người cười hoài nữa là Mudder nha. Ấy bà anh ơi. Ôi vừa nay em lại chị vừa nay em lại chị vừa nay. Em lại chị vừa nay. Em lại chị vừa nay. Em lại rồi. Em lại luôn. Mèo mèo ra bò chị em đang nắm chuột bò nè em mèo đang nắm chuột bò đây nè ơi cái bắp này sao chơi cái bắp này chơi kỳ quá ơi cái bắp này là tao thắng bà đó rồi lên nào có cung nhau còn chui vô đây là con win à chưa có cung cái cung mà chui vô đây cái auto win luôn á chưa ở trên mua đài lần nữa. Trên mua đài. Ông chó mặc xệ rồi. Có người cãi. Ê tôi nói ông chó mặc xệ nhiều quá, ông đổi thành cái skin lớp gỗ luôn rồi. Tôi nghe quá. Ông đi sắp á. Mèo mèo đi sắp á.
cái lớp gỗ có gương mặt lên đó nè. Cái lớp gỗ có gương mặt lên đó đó. Đâu? Đó mà có hàng mắt. Đâu 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 đâu. Có bị né ra, có bị cho mặn vào. Thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, đó, giờ thấy hàng mắt không? Nè không? Hộp nó bị sao? Nói đi không bỏ mà. Bị sao chứ? Vô mặt ra mình. Ê, cái má nào có khói gỗ mày ơi. Có. Ông đổi kia nói gỗ, vô má không có khói gỗ. Má nào anh hút? Vô mua đồ á. Vô cái má không có khói gỗ anh hút. Anh chơi chơi, anh đập mẹ má. Ông lựa máp á. Ông đổi khác rồi kìa. Ông lựa máp. Ông lựa khói gỗ đó. Ông lựa hả? Ổng là chân á. Đâu, ổng đâu rồi? Được ổng không? Ổng đâu rồi? Không biết, hai ông chưa vô này, đến 15 giây nữa bắt đầu ổng vô. Ê, kỹ là mưu đơ. Phải không? Mưu đơ đi. Mưu đơ, ok, bạn này bạn mưu đơ. Ổng đâu rồi? Rồi, ổng chơi khói tè le màu luôn, khỏi đứa hừa. Ê, lại dân thường nữa rồi, chết rồi. Em cũng lại dân thường nữa. Vậy thì Bi, ở chỗ hay nè. Tôi nghi là thầy Bi á. Trời ơi, trời, ổng chơi nhìn mắt. Sao mà trời tối dữ vậy? Chị Panda. Anh hút làm gì hút? Lần này em hết tiền rồi, cảm ơn em nha. Rồi, ok, ngon rồi. Gì vậy, Tiểu Ngọc? Em xin lỗi anh nè. Ủa, đừng có đi vô đó, em nguy hiểm. Ê, chị Panda vô đây đi. Ok, ok. Em có cung không? Không, không. Anh không có cung thôi. Có kiếm không? Có kiếm nè, chị Panda có kiếm nè. Chị Panda có kiếm á, đừng lại gần bả. Xuống đây, mọi người đó cho rồi. Ok, xuống trước đi, chị đi lượm cung cái. Chưa có cung vô đó, hồi cho vô tôi quýnh cái. Mẹ rồi. Ờ, có gì mẹ rồi? Tiểu Ngọc nè. Ê, em chờ kẹt. Tiểu Ngọc làm gì Tiểu Ngọc? Biết à. Ồ. Ngon, 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 được, được, Tiểu Ngọc, được, được. Ơ, rồi luôn rồi. Trời ơi. Gì á, gì á. Mất luôn cái cung bây giờ mẹ ơi. Cái cung ở trong dục bò đắm á. Cái cung trong dục bò đắm á. Ai là bùa đắm? Ai là bùa đắm? Cái cung trong dục bò đắm á. Ai là tên bùa đắm? Dục bò đắm đây nè. Dục bò đắm đây. Thôi bây giờ trong dục bò đắm đi. Ai là tên bùa đắm? Cung bùa đắm đi. Cung bùa đắm đi. Có cung rồi, có cung rồi, có cung rồi. Một thằng kia cung của thạch tử. Xuống hay bay, xuống hay bay, xuống. Rồi chết rồi. Ở dưới á. Ta rồi. Dễ chết chứ. Chết rồi. Chết rồi. Chưa có bắn. Sao nghe bay bay quá. Bây giờ bước xuống ra là nè. Ủa không vô hồi nào không thấy không luôn á. Khóc kìa. Trời ơi, bay khóc kìa. Tội nhỏ. Tội nhỏ. Bay khóc kìa. Giờ bước xuống chứ khóc. Tội con bé. Tội con bé. Ok, bye bye mọi người nha. Sẽ xuống qua YouTube luôn. Bye, hẹn lại mọi người những bài tiếp theo. Bye bye mọi người. Thank you.